Có mặt tại cánh đồng ruộng đào khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, trước mắt phóng viên là hình ảnh những gốc đào thế, đào rừng to đẹp đã bị kẻ gian chặt bẻ gãy hết ngọn. Những cành đào, gốc đào héo hon hoa lá bị gãy vứt ngổn ngang khắp cánh đồng. Được biết, riêng khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng có khoảng 13 hộ trồng đào thì có tới 11 hộ bị kẻ gian phá hoại. Tàn ác hơn, kẻ xấu đã không chặt hạ hoàn toàn hay theo hàng lối, mà chúng lựa những cây đào thế và đào rừng to đẹp lâu năm, có giá trị kinh tế lớn của bà con để chặt bỏ ngang thân hoặc bẻ hết ngọn cây. Việc đốn hạ này khiến những cây đào cảnh bị phá thế không còn giá trị để bán, ước tính thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đồng. Bao năm trời được cây đào nó phá tan hết rồi, mình thù với ai đâu là ban ngư thiện bà con 11 gia đình ở đây bị tan lát như thế này thì còn cái gì nữa để để bà lao ăn mình làm ăn nương thiện không được hầu hết bà con nông dân ở đây đã chuyển đất canh tác ruộng lúa sang trồng đào được khoảng 20 năm nay sự việc ruộng đào của bà con bị phá hoại thì hàng năm lác đác cũng có số ít vài gốc tuy nhiên đây là lần đầu tiên tại địa phương có hiện tượng phá hoại số lượng đào lớn như thế này hiện tại khu phố đã báo cáo tình hình sự việc với chính quyền phường và công an thị xã từ sơn để vào cuộc điều tra làm rõ Giờ muốn kiếm tí tiền nuôi con nó chuẩn bị đi vào đại học rồi bà ở nhà gần trăm tuổi ấy, ốm không có tiền thuốc thang bây giờ nó làm này thì còn tiền đâu nữa có thể nói hành vi phá hoại những ruộng đào tại địa bàn phường Đình Bảng thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh không chỉ gây thiệt hại về vật chất kinh tế của người dân, mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình mất an ninh trật tự khu vực nông thôn hiện nay. Đề nghị các cơ quan chức năng của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, phá hoại cây trồng để bảo vệ tài sản của người dân trước dịp Tết Nguyên đán đang cận kề. Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến quý vị và các bạn.